Ngày 29 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Sông, tỉnh Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Kiều Linh 1995, trú tại buôn bản Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Trần Thị Hương Giang 2000, trú tại phường Nghĩa Phố, thị buôn bản Gia Nghĩa, Phạm Văn Sứ 1996, trú tại buôn bản Thuận Hà, huyện Sông về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Nguyễn Thị Ngọc Dương tên gọi khác là Kẹo, 1993, trú tại buôn bản Nam Nờ Giang, huyện Sông về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Phạm Tiến Thùy 1992, trú tại buôn bản Nam Bình, huyện Sông về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời kế tiếp củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng khác về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, vào khoảng 1 giờ 30 sáng sủa ngày 14 tháng 10, Công an huyện Sông đã kiểm tra đột nhiên xuất và bắt quả tang gần 30 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Masaje Lakje Gác thuộc buôn bản 10, buôn bản Nam Bình, huyện Sông do Trần Mạnh Hổ, trú tại buôn bản Thuận Hạnh, huyện Sông làm chủ. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 15 viên nén nghi ma túy tổng hợp, một gói nghi ma túy loại kentamin, một bộ sử dụng si sa, 3 bình xịt hơi cay, hơn 30 triệu đồng. Qua thử test, phát hiện có 25 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có 16 nữ. Quán karaoke Masaje Las Vegas. Theo thành tựu điều tra, sau khi thuê lại quán karaoke Masaje Las Vegas, Trần Mạnh Hổ giao cho Phạm Tiến Thùy quản lý, Thùy cho thuê hát và cho các đối tượng sử dụng ma túy trái phép tại quán. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Sông kế tiếp điều tra, làm rõ.